Tập 11. Đồng ý chưa? Vẫn chưa. Ấy da, đừng lo lắng, cách này không được tôi nghĩ cách khác mà. Cần có cách gì nữa? Không lẽ tự nhiên biến ra được một công ty Mỹ Hoa khác sao? Tự nhiên biến ra gì chứ? Cô đoán đúng rồi đó. Chúng ta sẽ tự nhiên biến ra một công ty Mỹ Hoa khác. Cẩn thận nha. Được. Bên này chưa xong nè. Đúng rồi. Được rồi. Nè, cẩn thận. Cẩn thận đó. Ê, Cẩm Tú, chuyện nặng nhọc này sao lại để cô làm? Thiệt tình à. Nè, qua đây. Dạ được. Mở qua chuyển bàn nè. Dạ. Chuyện như vậy cứ để cho họ làm. Bên đây. Để bên đó đi. Nhà xưởng bỏ hoang của Hướng Gia biến thành văn phòng của công ty Mỹ Hoa. Đổ bình dù có kim tinh quả nhãn cũng không phát hiện ra được đâu. Không đúng. Hình như có gì đó không ổn. Hả? Hả? Tôi biết rồi. Hả? Không có mỹ phẩm. Một công ty mỹ phẩm sao có thể không có sản phẩm của mình được chứ? Tôi đi mua. Ê, không được. Tôi đã nghĩ rồi. Hử? Anh mua một lúc nhiều mỹ phẩm của công ty Mỹ Hoa vậy. Một là giá tiền rất mắc, hơn nữa sẽ dễ khiến chủ tịch để ý, sợ là sẽ xin chuyện rắc rối. Công ty có một lô hàng ở bến tàu Trường Tam, phải tối mai mới có thể xuất hàng được. Chỉ cần lô hàng này được mượn từ bến tàu Trường Tam tới đây dùng tạm, rồi những lúc không ai để ý đem trả về đó, sẽ không làm lỡ thời gian xuất hàng. Ê, tôi có cách rồi. Nè, số hàng đó tôi mượn dùng xong rồi, nhất định sẽ trả lại bến tàu liền mà. Anh giúp tôi đi được không? Em có biết lấy nhỡ hàng ở bến tàu là chuyện rất nghiêm trọng hay không? Thật ra tại sao em cần dùng lô hàng này? Nếu nói thật với ảnh, chắc ảnh sẽ không đồng ý đâu. Tóm lại là tôi có việc rất quan trọng cần dùng nó. Thiệt đó. Anh giúp tôi đi mà. Xin anh đó giúp tôi đi mà. Anh giúp tôi lần này, tôi sẽ nợ anh một ân tình. Sau này anh muốn tôi làm gì cũng được hết. Anh giúp tôi đi. Giúp tôi đi mà. Làm gì cũng được đúng không? Làm chuyện gì cũng được. Vậy được rồi. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ kêu Đường Hải chuyển lô hàng đó qua cho em. Nhưng mà em phải trả lại hàng đúng giờ cho tôi. Nghe rõ chưa? Tốt quá rồi, cảm ơn anh. Tôi nhớ ra là mình còn có việc, tôi phải đi trước rồi. Tạm biệt. Đường Hải. Dì cha, có chuyện gì dặn dò? Mấy hôm nay theo sát Cẩm Tú. Ừ. Sao tốt vậy? Mời tôi uống rượu. Đây là... Mượn hàng của cô ở bến tàu dùng tạm. Nếu xảy ra chuyện gì, cứ coi như là tôi đền hết toàn bộ. Mượn hàng? Tại sao lại làm vậy? Nếu Cẩm Tú đã mở miệng nhờ, tôi nhất định phải giúp cổ.
Chỉ là tôi không có thói quen dùng không. Cô yên tâm, nếu xảy ra chuyện tôi chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh vì cô gái đó mà liên tục phá lệ, không giống tác phong của anh lắm. Tôi ngưỡng mộ cổ thật. Bên này nè, còn chờ gì nữa, đi qua đây. Ở đâu vậy? Chưa nhìn thấy. Đưa đây anh xách cho. Đỗ Bình. Anh ơi. Đỗ Bình. Đỗ Bình. Anh ơi. Đỗ Bình à, em giới thiệu với anh nha. Hai người này là đồng nghiệp của em ở Mỹ qua. Anh này là anh Thiếu, còn đây là Cẩm Tú. Chào anh. Chào hai người. Đừng đứng ở đây nữa, chắc anh mệt lắm. Tôi đặt nhà hàng rồi, chúng ta đi thôi. Được. Đi. 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 Cô nhìn gì chứ? Nhìn Anna kìa. Ừ. Hạnh phúc thiệt ha. Đúng vậy. Chúng ta không uổng công rồi. Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm. Anh nói lỡ như ngày mai, ngày mai Đỗ Bình phát hiện ra mọi chuyện đều là giả thì phải làm sao đây? Tôi không tưởng tượng nổi Anna không có Đỗ Bình sẽ ra sao đâu. Cứ nghĩ tới chuyện ngày mai tôi hồi hộp và lo lắng dữ lắm. Tôi đưa cô tới chỗ này. Làm gì vậy? Nè. Đi. Làm gì vậy? Thật ra gần đây anh đang bày trò gì? Nhà xưởng bỏ hoang đó đã bỏ không một thời gian rồi. À, tôi nghe nói hình như anh Thiếu đang giúp một cô gái tên là Cẩm Tú. Hơn nữa không biết là tại vì sao lại biến cái xưởng đó giống như là công ty Mỹ Hoa. Dù sao nó cũng không có gì để làm. Để nó có chút chuyện bận rộn, làm quen với bạn mới cũng tốt. Dạ. À, Vinh Cẩm Tú dù sao cũng là em gái ruột của cô Minh Châu, có cần phải... Chuyển lời của tôi, anh Đông có cần gì cứ hỗ trợ nó hết mình. Dạ. Phải làm sao đây? Bây giờ trong lòng tôi đang rất lo lắng. Nghĩ coi lỡ như chuyện ngày mai của họ không thể thành công được, vậy phải làm sao? Nè, cô nhìn chỗ này. Tòa nhà này chính là xưởng của chúng ta, còn bên cạnh chính là công ty Mỹ Hoa. Cô nhìn ánh đèn của hai tòa nhà này có gì khác biệt không? Hoàn toàn không có gì khác biệt, vốn dĩ không thể phân biệt được. Cho nên nói thật thật giả giả không quan trọng như vậy. Cô không cần suốt ngày bồn chồn lo lắng. Tôi đưa cô tới đây là muốn cô cảm nhận thử màn đêm của Thượng Hải. Ngày mai tôi muốn để cho Đỗ Bình và Anna dùng bữa tối với ánh đèn nến ở đây. Thật sao? Wow. Nếu như Anna và Đỗ Bình có thể tới một nơi lãng mạn như vậy, cùng ăn bữa tối với ánh nến, vậy chắc chắn họ sẽ có một kỷ niệm rất khó quên ha. Anh có biết Anna là người bạn thứ hai của tôi ở Thượng Hải không? Trong lúc tôi bất lực, lúc tôi bơ vơ không nơi nương tựa nhất, chị đã giúp tôi.
cho nên tôi rất mong chỉ được hạnh phúc. Đẹp thiệt á. Đẹp thật đó. Cứ như là đang nằm mơ vậy. Anh cảm thấy hai chúng ta đúng là như đang nằm mơ vậy. Nhưng mà anh mong giấc mơ này mãi mãi cũng không tỉnh lại. Ngốc quá đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Ngày mai nhất định sẽ thành công. Hả? Đúng vậy. Tôi chợt nhớ ra, ở công ty tôi còn có chút việc nữa. Tôi đi trước ha. Tạm biệt. Ngày mai gặp ha. Sao mình có thể làm vậy chứ? Làm chuyện bỉ ổi như vậy. Minh Châu à, thật ra tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên được em đi. Chuyện này có thật không vậy? Hoàn toàn chính xác. Không ngờ là ảnh lại tận tâm với nó như vậy. Lần này hình như cả Hướng gia cũng ngầm cho phép. Bắt chước công ty Mỹ Hoa, những người biết chuyện hiểu nó là tác thành cho người khác, nhưng mà không hiểu sẽ tưởng nó muốn làm gì Mỹ Hoa nữa. Có rồi. Ngày mai em sẽ đi báo với cảnh sát. Mở nhà xưởng làm nhái sản phẩm của Mỹ Hoa. Em muốn xem thử ả Dinh Cẩm Tú kia cô ta giải quyết ra sao. Đẹp quá. Đẹp thiệt. Tôi cũng muốn mua nữa. Tôi cũng muốn mua một lọ. Tôi lấy cái này. Đẹp quá. Làm đi. Cái gì chứ? Cái này đẹp. Đẹp quá hả? Đẹp thiệt. Tôi đã dặn mấy cô là phải ăn mặc cho chuyên nghiệp một chút rồi mà. Đây là đồng phục làm việc của tụi em mà. Anh không biết như vậy đó. Như vậy không giống nhân viên của Mỹ Hoa. Không được đâu. Tôi có rồi. Mọi người có nhìn thấy chưa? Trong tay tôi là đồng phục của nhân viên Mỹ Hoa. Mọi người đi thay đồ hết giùm tôi đi. Phiền phiền quá vậy à? Sao? Đúng biết trước em tới rồi. Mấy cô, mấy cô khiêu vũ mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền, Hướng An Đông tôi sẽ bao toàn bộ. Thật sao? Thật mà. Bảo thay đồ cho tôi đi. Nhanh lên. Tôi nữa. Nhớ kỹ có trang sức ra nha. Đưa tôi đi tôi. Cô làm gì vậy? Tôi mà. Dành gì chứ? Của tôi mà. Cái này. Ấy nè, dành cái gì chứ? Tôi đã nói rồi, tôi lấy cái này mà. Tình à. Như vậy nhìn là thoải mái hơn nhiều rồi. Quay một vòng đi, coi thử. Cô đạp chân tôi rồi nè. Cái gì? Làm gì vũ nữ của Bánh Lạc Mông là giỏi lắm hả? Vũ nữ của Hạng Giọng Giác cũng ngon lắm hay sao? Muốn gì đây? Đừng đánh. Muốn đánh nhau nữa mà. Thôi đi. Đừng đánh nhau. Tỉnh lại đi. Đừng cãi nhau nữa mà. Nè. Đừng đánh nhau. Đừng đánh nhau mà. Vừa phải thôi chứ. Đừng cãi nữa. Hả? Mấy cô có ước mơ không? Mấy cô có từng yêu ai chưa? Tôi tin là mọi người đều có. Thử nghĩ đi. Nếu như một ngày nào đó ước mơ của mấy cô gặp phải thử thách, gặp phải khó khăn, mấy cô sẽ làm gì đây? Mấy cô có hy vọng sẽ có người ra tay cứu giúp, đặt mình vào hoàn cảnh của họ để nghĩ hay là không? Đỗ Bình chính là ước mơ của Anna. Ảnh là tất cả của chị.
Nếu như mọi người có thể giúp chị lần này, mọi người không cảm thấy đây là việc ý nghĩa, đây là chuyện rất vĩ đại hay sao? Đúng rồi ha. Phải làm vậy, sao đi? Vậy tụi tôi giúp cổ. Phải đó. Đúng đó. Phải đúng làm rồi. Sao đây? Phải làm sao được chứ. Tiếp theo rất đơn giản. Mọi người nhìn xấp giấy tôi đang cầm trong tay, có ghi công việc, lai lịch, tên tuổi của mỗi người. Mấy cô học thuộc lòng hết rồi. Cứ coi người viết trong tờ giấy là bản thân mình. Mỗi người một tờ. Cầm lấy đi. Nè, đưa tôi. Sao dài vậy? Phải học thuộc đó hả? Sao mà dài dữ vậy? Làm sao học thuộc được đấy? Ở đây sao? Đỗ Bình. Hả? Chỗ này chính là công ty em đang làm việc. Ồ, chỗ này đúng là tốt thiệt. Đưa anh vào trong tham quan đi. À, đi. Alo, Ngã Lâm hả? Báo với bên kho hàng, hàng của Võ Hán phải gửi đi trong hôm nay đó. Alo, chị Hà, phương án sản phẩm mới trước 3 tuần sau nhớ phải đưa cho tôi đó. Chủ tịch đang chờ. Công ty Mỹ Hoa quả nhiên không hổ danh công ty mỹ phẩm lớn nhất ở Thượng Hải đó. Mọi người ở đây anh thấy ai ai cũng giỏi hết. Đúng. Ê, bạn làm việc của em ở đâu vậy? Em ở bên kia. Đó là bàn làm việc của em. Ủa, anh chính là Đỗ Bình trong truyền thuyết hả? Chào anh nha. Chào. Cô ấy khách sáo quá. Đúng vậy. Xem ra không bị phát hiện rồi. Đỗ Bình đã tin tưởng nơi này là Mỹ Hoa rồi. Mọi chuyện thuận lợi. Đây chính là sản phẩm của công ty em sao? Ừ. Nhìn được lắm đó. Ê, Cẩm Tú, anh Đông, chút nữa thì quên, hai người cũng làm việc ở đây sao? Thật sự rất cảm ơn hai người. Bình thường giúp đỡ anh à, quan tâm tới cổ. À phải rồi, hai người làm việc gì ở Mỹ Hoa này vậy? Tôi là tổng giám đốc. Tôi là trợ lý của cổ. Cẩm Tú còn trẻ như vậy đã làm tổng giám đốc rồi sao? Tài giỏi, quá tài giỏi luôn. Đúng vậy, bình thường cổ hay dùng mỹ phẩm của Mỹ Hoa, cho nên cổ giữ gìn nhan sắc tốt vậy đó. Đúng vậy. À Đỗ Bình à. Hả? Chuyện là ở đây không cho người ngoài vào đâu. Nhưng quan hệ giữa anh và Anna cho nên mới du di cho anh. Nhưng mọi người đều đang trong giờ làm việc. Hay là... Được, tôi hiểu rồi. Cẩm Tú, mọi người đang làm trò gì vậy? Ông chủ Tả. Khách quý. Hiếm khi thấy ông chủ tới đây. Chúng ta vào phòng làm việc nói đi. Đi. Người này là ai? Tại sao dám lên mặt lớn tiếng trước mặt tổng giám đốc vậy? Anh là ông chủ lớn cùng hợp tác, rất thân với tổng giám đốc của chúng tôi. Không đắc tội được. Đúng. Tổng giám đốc. Phải đó ông chủ à. Tôi thay mặt công ty Mỹ Hoa nhiệt liệt hoan nghênh anh. Chúng ta vào phòng làm việc nói đi. Đi thôi. Em muốn đùa giỡn cũng phải biết giới hạn chứ. Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì. Ông chủ à, chúng ta vào trong nói đi. Ông chủ Tả. Chúng ta vào trong nói đi. Sao cậu cuốn hùa theo để giỡn vậy? Đấy, thật ra chuyện này là sao đấy? Xin anh đó, đừng vạch trần tôi mà. Xin anh đó, cầu xin anh. Anh cảnh sát à, đám người phạm tội đó đang ở trong này nè. Mày anh mau vô bắt hết họ đi. Đây. Tất cả đứng im. Đừng bắt chúng tôi mà. Chúng tôi chỉ tới giúp họ thôi. Giúp đỡ hả? Giúp đỡ làm hàng giả sao? Làm giả cái gì vậy? Anna, thật ra là có chuyện gì? Mọi người không phải nhân viên của Mỹ Hoa sao? Dĩ nhiên họ là nhân viên của Mỹ Hoa rồi. Có Hướng Anh Đông tôi ở đây, ai dám nói chỗ này là giả chứ?
À, tôi còn tưởng là ai, thì ra là Hướng Dĩ Thiếu. Đắc tội rồi. Chúng tôi cũng nhận được tin báo nên mới tới đây kiểm tra hàng giả thôi. Ở bến Thượng Hải có ai không biết sản nghiệp của anh tôi đâu đâu cũng có chứ. Chúng tôi hợp tác với công ty Mỹ Hoa cũng không phải ngày một ngày hai. Sao vậy? Chúng tôi thành lập một công ty mới ở đây, bộ không được sao? À, tuy nói là như vậy, nhưng gần đây bên Mỹ Hoa có báo án, nói là trên thị trường có nhiều hàng giả. Dĩ Thiếu à, chúng tôi cũng làm theo quy định thôi mà. Nói vậy tức là anh không nể mặt tôi rồi. Dĩ Thiếu à, cậu coi, cậu cũng đừng làm khó chúng tôi. Chuyện này rất đơn giản, tìm bà chủ công ty Mỹ Hoa ra mặt đối chất, vậy là rõ ràng hết rồi mà. Ê, anh cảnh sát, tổng giám đốc của Mỹ Hoa đang đứng ở đây mà. Hả? Cảnh sát Trương, nếu như cả Hướng Gia và Hướng Dị Thiếu vẫn chưa đủ để cho anh nể mặt, không biết là cộng thêm Tả Chấn tôi đây có đủ chưa? Tả Như Gia, anh cũng ở đây hả? Chúng tôi không biết là anh ở đây. Đắc tội rồi, đắc tội. Cảnh sát Trương, tôi nói ở đây không phải là xưởng sản xuất hàng giả gì, có Tả Chấn tôi bảo đảm rồi. Chắc là anh yên tâm rồi chứ? Yên tâm, yên tâm, chắc chắn là yên tâm. Bỏ xuống xuống mau lên đi. Nếu đây chỉ là chuyện hiểu lầm, vậy các anh em có thể trở về báo cáo lại rồi. Đường Hải, chuẩn bị chút tiền trà nước cho các anh em đi. Dạ. Vậy dạ khách sáo rồi, vậy dạ khách sáo rồi. Còn ngớ làm gì nữa, rút lui đi. Dạ dạ. Ổn rồi, không sao rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người tiếp tục làm việc đi, tiếp tục làm việc. Được rồi Đỗ Bình à, không có chuyện gì nữa, chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ anh cũng tham quan công ty xong rồi, chúng ta về trước đi. Hay là chúng ta đi ăn cơm đi. Đúng rồi, đi đi. Đừng đứng đây nữa, đi. Đi ăn cơm đi. Được. Đi ăn cơm thôi. Tôi cũng đi ăn đây. Đi thôi. Muốn ăn gì đây? Anh quyết định, tôi đưa anh đi. Tôi đưa anh đi ăn. Anh cũng đi ăn chung luôn đi. Đi mà, đi ăn thôi. Nhanh lên đi mà. Nhanh lên. Tôi đói bụng quá. Anh thiếu gia đúng là hài thiệt. Hôm nay cảm ơn mọi người đã chiêu đãi, đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Lát nữa tôi có hẹn với bạn cùng lớp nên xin phép về trước. Cô muốn cảm ơn tấm lòng của tôi, tôi đã cảm nhận được rồi. Nhưng mà anh Thiếu à, điều tôi muốn nói là đã tới giờ tôi đi làm rồi, tôi phải tranh thủ về đây. Tạm biệt. Đi. Tả Chấn à. Chuyện đó, có phải hai người nợ tôi một lời giải thích không? Thôi để tôi nói vậy. Xin mời. Lâu quá mới gặp mấy anh em. Lần đầu tiên cậu tới Thượng Hải, đưa cậu đi mở mang tầm mắt. Vũ trường này tôi không bằng Bách Lạc Môn, nhưng mà mấy cô gái ở đây xinh đẹp hơn bên đó rất nhiều. Chút nữa tôi giới thiệu cho cậu mấy cô nha. Cô gái kia phía sau nhìn quen quá. Đây chính là giải thích hợp lý mà hai người nói sao? Đúng vậy. Nè, anh không cảm thấy có thể giúp đỡ được cho một đôi uyên ương là chuyện hạnh phúc nhất ở trên đời này sao? Anh nghĩ đi, nếu không có chúng tôi nghĩ cách giúp đỡ cho Anna với Đỗ Bình, thì quan hệ giữa hai người đó đã bị mấy lời dị nghị của người đời hủy hoại mất rồi. Em cũng nghĩ như vậy sao? Đây là ước mơ của Anna mà. Lúc tôi gặp nạn, chị giúp tôi rất nhiều. Tôi nhất định phải giúp chị mới được. Cho dù hôm nay hai người gạt được người đàn ông đó, nhưng mà còn sau này, hai người nghĩ là có thể lừa được người đó suốt đời này hay sao? Nếu như người đàn ông đó chỉ vì như vậy mà không cần Anna nữa, thì tình cảm của anh ta với Anna có phải là thật không? Tình cảm mà phải đóng kịch để giữ lấy, bình lâu được sao?
tại sao không thể bền lâu được? Tại sao không thể bên nhau cả đời được chứ? Đây là chuyện đôi bên tình nguyện mà, chỉ là giữa đường gặp chút thử thách nhỏ thôi. Chuyện này chỉ cần anh không nói, tôi không nói, Anna không nói, hai người họ cao chạy xa bay, cùng sống hạnh phúc bên nhau thì có gì là không được đâu chứ. Hèn chi anh hai cậu nói cậu quá ngây thơ rồi. Hèn chi mọi người đều nói anh cũng có duyên với phụ nữ mà. Chỉ cần tình cảm là thật, tôi không cần quá nhiều duyên với phụ nữ. Nói dối với ý tốt, anh có hiểu không vậy? Có ý tốt đó. Được rồi, hai anh thôi đi. Làm gì vậy? Tính ra. Anh bị điên hả? Tôi tới trước mà. Tính ra. Chuyện gì vậy? Tại sao em lại ở đây vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà sao tự nhiên tao? Đủ Bình à, anh hãy nghe em giải thích đi. Em không phải cố ý gạt anh đâu. Đủ Bình. Đủ Bình. Không phải như vậy. Đủ Bình. Không phải như vậy. Tính ra. Đủ Bình. Đủ Bình. Ê, nè, Đủ Bình à. Đủ Bình, anh nghe em giải thích đi mà. Xảy ra chuyện gì vậy? Đủ Bình. Tạ Chấn, tôi hiểu ý của anh rồi. Cảm ơn anh đã không vạch trần tôi. Tôi thay mặt Anna cảm ơn anh ha. Vậy dạ, Anna xảy ra chuyện rồi. Anna, chị có biết chị đang làm gì không vậy? Chị xuống đây đi mà. Em nói cái gì? Chị đang làm gì? Chị đang tìm một thứ. Chị đang tìm một thứ. Anna, chị xuống đây. Em đừng qua đi. Em qua đi. Chị sẽ nhảy xuống đó. Em không qua, em không qua đâu. Chị xuống đi rồi nói. Chị xuống đây đi mà. Chị muốn tìm được, chị phải tìm được được. Chị phải tìm được được. Anna, Anna, chị nói cho em biết chị đang tìm gì vậy? Chị đang tìm. Chị đang tìm cái khăn của chị. Là khăn của Đỗ Bình tặng cho chị. Đó là hồi chị còn ở dưới quê, Đỗ Bình đã mua nó tặng cho chị. Chị nghĩ mình làm mất nó rồi, cho nên Đỗ Bình anh nổi giận, anh không cần chị nữa. Nhưng mà chỉ cần tìm được cái khăn đó, Đỗ Bình sẽ không nổi giận nữa. Anh sẽ trở về bên chị. Anna, để chị tìm. Để chị tìm. Anna, chị nghe em nói đã. Đừng có kêu nữa, để chị tìm đi mà. Chị nghe em nói, chị đừng nhảy xuống đó. Bây giờ chị mà nhảy xuống là sẽ mất hết tất cả. Nghĩ tới Đỗ Bình, nghĩ tới tất cả mọi chuyện chị đã làm gì anh ấy đi. Chị em xuống đừng qua đi. Em đừng qua đi. Để chị tìm đi mà. Em sẽ không qua để đó. Để chị tìm đi. Anna, Anna, chị nhìn em đi. Em tìm giùm chị. Em sẽ tìm giùm chị. Em tìm giùm chị mà. Đỗ Bình đang ở bên ngoài. Em đừng gạt chị. Không có. Đỗ Bình đã đi rồi. Anh không cần chị nữa. Không phải, không phải. Anh không đi đâu. Anh đang ở ngoài. Giờ em đưa anh vào đây, để anh gặp chị có được không? Thật sao? Thật mà. Em không gạt chị chứ? Em vừa tìm ảnh tới đây, em sẽ không gạt chị đâu mà. Chị tin em đi. Chị đợi em. Đợi em nha. Ở đây đợi em đó. Giờ em đi tìm ảnh tới đây ngay. Không sao, cô đi đi. Đừng nóng vội mà. Đồ vô dụng, có còn là đàn ông không? Hả? Tôi tới để báo với cậu một tiếng. Anna nhảy lầu tự sát chỉ vì cậu.
Nếu cậu không muốn quan tâm cậu sống hay chết, cứ để cho cậu nhảy xuống đi. Anh đang nói cái gì? Không, chắc chắn là anh đang gạt tôi. Loại người như cô ta sao có thể chết vì tôi được chứ? Nếu như cậu còn là đàn ông thì đi dọn xác cho cổ đi. Dọn xác? Không, 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 không. Không thể nào đâu. Không thể nào đâu. Cậu đi dọn xác giúp cổ cũng là việc nên làm. Tôi tính thử. Cậu đi du học suốt 4 năm trời. Mỗi năm tiền sinh hoạt, tiền học phí ít nhất cũng hơn 1.000. Anna khiêu vũ ở vũ trường, một ngày nhảy 6 tiếng, chỉ kiếm được có 4 đồng. Cậu đã học vừa tròn 4 năm. Cậu đã nhảy suốt 4 năm đó. Dĩ nhiên rồi, đây là Anna tự ý sa ngã, tự mình lựa chọn đi làm vũ nữ để nuôi sống cậu. Không ai trách ai được. Nhưng mà cho dù là vì số tiền này, cậu cũng nên đi tiễn cô ấy đoạn đường cuối chứ. Anna, cũng tại vì tôi, tại tôi vô dụng. Anna, tôi phải đi tìm Anna. Anna, Đỗ Bình. Là anh, Anna. Em xuống đây đi, đừng có hù anh mà. Không, anh không phải Đỗ Bình. Không cần anh lo cho tôi. Em đừng giả bộ không quen biết anh. Em biết là anh không thể bỏ em được, nên em mới dày dò anh như vậy, có phải không hả? Dày dò? Đúng vậy. Đỗ Bình anh không cần tôi nữa. Anh đã rời xa tôi. Vậy thì tôi sống tiếp còn có ý nghĩa gì? Sống tiếp với tôi bây giờ chỉ là bị dạy dỗ thôi. Anh không đi Anna. Anh không đi đâu. Anh cầu xin em. Cầu xin em hãy xuống đây đi. Cầu xin em mà. Anh đừng qua đi. Anna, anh cầu xin em đó. Được. Em muốn chết chứ gì? Anh sẽ chết chung với em. Không phải anh không cần em nữa sao? Không phải anh chê bai em, ghét bỏ em sao? Anh yêu em. Trước giờ anh chưa từng hết yêu em mà. Đỗ Bình, em không sợ chịu khổ, em không sợ chịu sỉ nhục, cả chết em cũng không sợ. Em chỉ sợ, em chỉ sợ anh không cần em nữa. Anh biết rồi. Cho nên từ nay về sau, em đi tới đâu, anh sẽ theo em tới đó. Chúng ta sẽ cùng xuống đó, được không? Nghe anh, chúng ta sẽ cùng xuống đó. Chúng ta sẽ sống trọn đời trọn kiếp, có thể bên nhau mà. Trọn đời trọn kiếp? Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp? Phải, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, quyết không rời nhau. Đủ bệnh. Đủ bệnh. Anh mãi mãi sẽ không rời xa em nữa. Hãy tha lỗi cho anh. Hãy tha lỗi cho anh. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Đủ bệnh. Đừng tiễn nữa. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Đi đường bình an nha. Ừ. Tới nơi nhớ báo tin về đó.
Đủ Bình à, giờ anh lên thuyền trước đợi em một chút, được không? Được. Anh Thiếu à, cảm ơn anh. Anh đi nha, tạm biệt em. Chúc hai người hạnh phúc. Nhanh lên đi, tạm biệt nha. Tạ nhị gia, cảm ơn anh. Được rồi, tới đây thôi, đừng tiễn nữa. Tạm biệt. Tôi đi trước nha bà. Cẩm Tú à. À, tạm biệt. Chị quyết định đi Hương Cảng thật rồi sao? Đây tôi xách cho. Ừ. Nặng đó, để tôi xách cho mà. Chị qua bên đó. Lạ nước lạ cá như vậy, một mình chị phải chăm sóc bản thân thật tốt đó. Ừ. Chị làm nhiều chuyện như vậy, chính chị muốn được ở bên cạnh ảnh. Khiến mấy cái này qua bên kia coi. Tới Hương Cảng rồi, cho dù cực khổ ra sao, mệt mỏi cỡ nào, nhưng mà ít ra chị và anh cũng được ở bên nhau. Có tệ cũng không tệ hơn được nữa, cùng lắm là trở lại làm vũ nữ thôi. Nhưng mà chị và ảnh không còn lừa dối nhau, chị đã mãn nguyện rồi. Thật đó, chị không hối hận. Dù có ra sao cũng nhớ viết thư cho em, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa? Được rồi Cẩm Tú, em cũng phải chăm sóc mình tốt nha. Được rồi, đừng tiếc nữa, tạm biệt. Chị cũng không biết em có thể làm ở Mỹ qua bao lâu. Chị sẽ gửi thư tới chỗ của nhị gia nha. Được rồi, chị đi đi. Ừ, bảo trọng. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi có hẹn rồi, tôi đi trước đi. Tôi... Anh nói trước đi. Đi ăn cơm đi. Đám người này đi du học ở bên Tây được mấy ngày đã tự cho mình tài giỏi ở tầng lớp cao hơn người khác. Có phải anh cảm thấy khó xử lắm không? Tôi không thấy vậy. Bản thân của em thấy vậy sao? Ừ. Vậy là được rồi, mặc kệ họ đi, bản thân cảm thấy vui vẻ là được rồi. Chuyện của Anna lần này tôi muốn cảm ơn anh. Tôi biết là cách giải quyết của chúng tôi không đúng, nhưng mà nhìn thấy tình yêu của Anna với Đỗ Bình thật sự khiến tôi rất cảm động. Khi tôi nhìn thấy Anna yêu Đỗ Bình mà nghĩ hết mọi cách để được ở bên cạnh anh ấy, tôi thật sự không thể nào không giúp chị. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy một mối tình không dễ gì có được lại phải tan vỡ như vậy. Tuy là cuối cùng mọi chuyện rối tung rối mù, nhưng mà phải khiến tôi nhìn thấy được một tình yêu thật sự đủ để vượt qua bất cứ khó khăn nào. Anh nói rất đúng, một mối tình hoạn nạn có nhau như vậy, dù có bao nhiêu thử thách đi nữa cũng vượt qua được.
tôi thấy thật ra con người anh, nếu như anh đừng có hơi một chút là nổi nóng, thật ra anh cũng là một người rất tốt. Chuyện của Anna cũng may là có anh giúp đỡ. Cảm ơn anh.